Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em, những người đam mê xe đạp, yêu thích bộ môn đạp xe đạp, cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý, phù hợp với bản thân. Quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó còn phải thật sự là chất lượng, phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé. Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe đạp thể thao địa hình MTB. Tên xe là Chopic, mã của nó là Martilet các bác nhé. Đấy, Chopic thì em cũng nói khá nhiều trên video của em rồi, em bán cũng rất nhiều model, nhiều mẫu mã của hãng Chopic này. Riêng Chopic này thì em khẳng định các bác không có bán mới ở thị trường Việt Nam. Và thương hiệu của Chopic này khởi nguồn là thương hiệu của Pháp, các bác có thể lên Google các bác tìm hiểu. Thương hiệu nhá, thương hiệu thì là của Pháp nhưng chắc chắn không phải sản xuất ở Pháp đâu, mà chỉ có sản xuất một trong hai nước là Trung Quốc hoặc Đài Loan mà thôi. 90% các xe trên toàn thị trường bây giờ, toàn cầu bây giờ là hầu như là sản xuất ở Trung Quốc hết. Để cho chi phí vận chuyển cũng như là chi phí nhân công mọi cái cho nó rẻ các bác nhé. Còn chiếc này mà sản xuất ở Pháp thì chắc chắn về đến Việt Nam mình giá nó hàng tính theo vài nghìn đô cơ. Nó khá là đắt các bác ạ. Tuy chiếc này có sản xuất ở Trung Quốc hay là Đài Loan đi chăng nữa, nhưng nó đủ tiêu chuẩn để xuất được sang tất cả các thị trường, kể cả là châu Á cũng như châu Âu. Châu Âu là một thị trường rất khó tính, kiểm định rất là khắt khe, nghiêm ngặt về vấn đề về về kỹ thuật cũng như là chất lượng hay là tiêu chuẩn của một chiếc xe hoặc là một sản phẩm nào đó để nhập được vào thị trường châu Âu bán các bác nhé. Con này rất là chất lượng. Nên tại sao em nói rõ ở trên video để cho các bác hiểu? Bởi vì là chiếc này ấy, các bác có muốn mua mới đúng cái mã này nhé, cái mã Mactilate này mà cấu hình như trên video em nói đây, thì các bác phải order lên trang chủ của Shopee, order mà về đến Việt Nam mình ấy, cộng cả cái phí với thuế vận chuyển về Việt Nam mình, thì chiếc này nó sẽ rơi vào nó tầm khoảng 20 mấy triệu. Nó khá là đắt các bác ạ. Bên em thì chuyên bán những dòng dập nhập lướt là đã qua sử dụng đó, đã qua sử dụng nhưng về phần trăm zin ấy nó gần như là 100% các bác ạ, gần như là 100% nguyên bản, và độ mới của nó ít nhất cũng phải trên 90% bên em mới nhập về các bác nhé. Đó, lên được cái giá thành nó rất là ưu ái, rất là hợp lý để trong cái tầm tiền của các bác các anh chị em bỏ ra nhé. Đó, em sẽ xin phép đi vào chi tiết cấu hình của chiếc xe trên cái video này, tất cả đồ phụ tùng dù là nhỏ nhất để cho các bác ở xa hay ở gần các bác mua các bác yên tâm các bác nhé. Xe được trang bị nguyên bản cặp phanh đĩa dầu thủy lực nhé, Magura MT2. Magura thì là thương hiệu của Đức các bác nhé. Riêng cái Magura này ở châu Âu rất chuộng những cái dòng phanh của hãng Magura. Nó có rất nhiều mã MT2, MT3, T4, T5, T8, nó rất nhiều các bác ạ. Đó, riêng cái cặp MT2 này cũng không có rẻ đâu, cũng đã tiền triệu rồi. Cái phanh, riêng phanh không các bác nhé. Đó, dùng rất thích, bóp rất là êm ái luôn. Cũng tay bấm đề cũng theo xe luôn nguyên bản này, là Shimano Deore. Shimano là của Nhật. Líp 10, đĩa 3 là 30 tốc các bác nhé. Tay lái và post tăng. Đó, tay lái post tăng. Thì post tăng thì zin chính hãng theo xe, còn tay lái thì đã được người chủ cũ, người chủ cũ các bác nhé. Có thể là người ta là người to cao, lên cái người chủ cũ người ta thay cái post tăng, thay cái tay lái này này để cho nó rộng ra. Đó, cái rộng, cái chiều dài tay lái nó dài ra một chút để cho người ta di chuyển cua sang trái sang phải, nói chung là con quá trình đạp nó cua nó thoải mái, nó không bị khép tay lại các bác nhé. Còn cái tay lái này rất rất là đơn giản, nếu mà muốn thu ngắn lại thì nó chỉ cần chúng ta cắt đi và đưa tay lái là được thôi, nhưng nó nguyên bản như nào thì em để nguyên cho các bác về các bác tùy chỉnh. Đó, tay lái này là người ta thay vào thì tất nhiên rồi, thay là phải mất thêm tiền, bỏ thêm tiền ra, nhưng không sao, cái người sau này ai mua được chiếc xe này thì cứ thế được hưởng và sử dụng luôn các bác nhé. Tiếp đến đây, phanh bên này đây, phanh bên trái đây, Magura và tay bấm đề bên trái đây các bác này. Tiếp đến là xe được trang bị chiếc tụt hơi cực kỳ là chất lượng. Em cũng bán rất nhiều xe là được trang bị chiếc tụt hơi của hãng SR Sau Tour mã Epicon này rồi. Đấy, hãng SR Sau Tour này nó là cực, một hãng rất là nổi tiếng, chuyên sản xuất những chiếc tụt cao cấp, tụt hơi, cả tụt dầu nữa, để dành cho các xe đạp toàn cầu, kể cả là hãng Gian hay là hãng Trek cũng đều hầu như là được sử dụng trang bị thụt của SR Su Tour này, Sun Tour này các bác nhé. Nó rất là chất lượng, riêng cái mã Epicon là thụt hơi này là nó rất là cao cấp.
Đó, nó bởi vì nó hàng thụt hơi chứ không phải thụt dầu. Đó, cái thụt này là mua mới thì cũng phải là vài triệu, không có rẻ đâu các bác ạ. Bên này là cái AIR này. Đó, cái lắp van thôi, bơm hơi và xì hơi tại đây. Đây là cái lắp van, nó có chức năng là bảo vệ là nước, bụi, bẩn nó vào trong cái van bên trong này các bác nhé. Còn bên này là cái khóa Romotor thông minh hành trình bấm ở trên tay lái. Đây là zin từ khóa luôn. Là các bác đi vào cung đường đẹp ấy, tất nhiên đi những đi đường trong thành phố nó cũng cung đường đẹp ấy, thì các bác muốn đạp tăng tốc đó, muốn xe nó vọt nhanh, nó trớn, nó không bị mất lực, nó không mất đà, thì tránh trường hợp là tăng tốc quán tính là đạp về phía trước, mà tránh trường hợp cái thụt này nó nhún xuống đó, nó bị mất lực, các bác ấn khóa lại. Đây ở trên này nó có hình ổ khóa đây này, đó các bác ấn vào đây, vẫn đang ngồi trên xe đó, nó kêu tạch một cái thụt nó cứng, nó không nhún nhá, nó không bị mất lực và xe rất bon đó, rất là có đà, trớn luôn các bác nhá. Còn các bác đi vào cung đường xấu ấy, nó có nhiều ổ gà đá sỏi, bởi vì cái dòng này là dòng MTB mà, thì các bác tránh trường hợp thụt này nó cứng này, khi các bác chưa mở thì nó bị ê người, ê tay, ê mông, thì các bác đây vẫn ngồi trên xe luôn, nó có một cái hình mở khóa bên này, các bác ấn nhẹ đây này, ấn nhẹ đây nhá, đó là kêu tạch một cái là thụt nhún rất là êm ái các bác nhá. Của hãng SR Soutu này thì nó cực kỳ chất lượng rồi. Tiếp đến này, và đây nhá, đây là điều đặc biệt trên chiếc xe này là người chủ cũ là người rất am hiểu, gọi là am hiểu về xe, và người ta cũng là người chịu chơi trong tầm tiền của chiếc xe này các bác nhé. Đây, người ta đã trang bị cái Meyer Shimano Deore, đó, Meyer Deore này nó cực kỳ là trớn các bác nhé. Các bác này, các bác đặc biệt này, Meyer XT hay Meyer Deore hay là SLX đi chăng nữa, nó đều là trang bị là bi côn các bác nhé. Nhưng cái bi côn của cái dòng DOR hoặc SLX của XT, nó là hàng cao cấp này, nó còn trớn và nó còn bon hơn cả những cái dòng bạc đạn thông thường. Đó, các bác nào am hiểu về xe thì các bác biết. Đó, riêng cặp Meyer này cũng khá là đắt tiền rồi. Đấy, Meyer DOR luôn, cực chất lượng luôn, các bác là dùng rồi các bác biết. Đến cái ti bật nó còn zin luôn này, zin luôn, Shimano nó dập chìm hẳn vào cái ti bật các bác nhé. Đó, và tiếp đến này, vành là vành Mavic. Mavic thì là thương hiệu của Pháp các bác nhé, nhưng chiếc này là được sản xuất tại Đài Loan. Đây, Made in Taiwan 559x19 này, tất cả đây này, thông số đều in trên vành. Và vành này là khuy có khóa chân lăn hoa chống xé vành các bác nhé. Đó, đấy em nói để cho các bác biết này. Đây, phanh Magura đây, nó zin từ đĩa, đĩa cũng Magura, nó in trên đĩa luôn các bác ạ. Đó, lốp cũng nguyên bản nhé, lốp Maxxib nguyên bản theo xe. Riêng xe bên em về hầu như không có rửa ráy gì cả, có sao thì để nguyên như vậy, chứ rửa rất mới. Để lốp mới hay không các bác nhìn này, em quay sát đây các bác nhìn cái bánh tanh bánh răng của nó này, rất dày. Đó, cực là chất lượng luôn. Em muốn để nó mộc mạc, có sao để quay vậy cho các bác biết rõ. Đó, khung thì khung 100%, khung là khung nhôm nhé, là bằng alloy. Đây các bác này, khung nhôm của nó là khung rom alloy 6061. Đó, khác với aluminum nhé, alloy nó cứng hơn rất nhiều, độ bền của nó rất là cao. Đó, đây, dây thì đi âm sườn. Đó, hầu như là đi âm sườn hết hai bên này. Duy nhất nhé, có một dây đi bên ngoài là dây phanh dầu là ở phía sau, nhưng dây đi bên ngoài là rất gọn, nó nằm ở dưới cái khung chéo này này. Đó, em ngồi xuống em quay cho nó rõ ràng để cho các bác nhìn thấy, còn đứng lên các bác không được nhìn thấy. Tổng thành như thế này thì nhìn nó rất gọn các bác nhé. Đó, cực chất lượng luôn. Đây, đùi đĩa cũng Prowell nguyên bản theo xe nhé. Đây là nguyên bản bằng nhôm này, trục bạc đạn đây, BB bạc đạn đây nhé, bạc đạn là cốt rỗng đấy, đùi đĩa ấy. Gạt đĩa là Shimano DOR của Nhật. Bedan cũng nguyên bản theo xe là bedan nhôm nhé, nguyên bản đây này các bác này. Đó, chân trống đây, chân trống này thì em nghĩ là lắp thêm thôi, nhưng mà nó có sẵn luôn thì càng tốt, chúng ta không phải lắp. Đây ạ, những xe chính hãng này, Chopic này, bike.com nó đều in nhé, đây là in thẳng trên khung luôn các bác này. Đó, kể cả size xe, size này là size 17.5. Đó, nó tương đương tầm gọi là size M, tầm tầm đấy các bác nhé. Đây ạ, đây đến phanh sau đây, phanh sau cũng là Magura. Đây em sẽ quay rõ cho các bác luôn, rõ luôn này. Đó, ti bật, đó, ti bật này, zin nhá. À, chỗ này thì nó hơi sướt sướt tí, không ảnh hưởng. Đây, Meyer Shimano DOR đây, cả trước cả sau, cực kỳ trớn luôn các bác ạ. Đây, vành sau cũng vậy đây. Đây, lốp này, Maxxib này, vành sau em quay rõ cho các bác biết này. Mavic Made in Taiwan, đây em cho sát vào cho các bác nhìn rõ nhé. Đấy, các bác mua bán cho nó yên tâm. Đây, bên này là củ đề, xe cũng được trang bị củ đề cao cấp của Nhật. Hàng DOR thì gọi là cao cấp rồi các bác ạ. DOR Lip 10, đây các bác nhìn này. Xe đi nhiều đi ít thì các bác không phải do em nói đâu,
các bác cũng phải nhìn thực tế, đối chiếu với video luôn. Đi nhiều nhá, những cái tầng mắt này, từ tầng 1 đến tầng 10, nó sẽ bị nhọn lên, chứ nó không thể vuông được các góc cạnh như thế này, vuông thành sắc cạnh như này. Lip này, zin này, đem quay gầm cho các bác biết đây ạ. Đây ạ, Japan này, nó dập thẳng vào lip đây các bác nhé. Đó, nó là zin. Thì em phải nói rõ cho các bác để các bác biết. Đùi đĩa bên này cũng vậy này, nguyên bản theo xe bằng nhôm nhá, bạc đạn cốt rỗng, ngón tay em cho vào đây này, đây là gọi là cốt rỗng nhá. Đó, đĩa zin này. Đấy, các bác nào đã mua xe bên em rồi thì các bác biết này, đây là những đĩa zin nhá. Đây, thông số nó có rõ trên này, 104 BCD, có nghĩa là cái thông số từ con ốc bên này sang bên này. Đấy, sau này chúng ta các bác có thích thay đĩa thì đây là cái thông số của cái đùi đĩa. Đó các bác nhá. Đấy là rõ. Còn đây, đĩa to nhất của nó là 42 này, đĩa thứ hai là 32 và đĩa thứ ba là 24T. Đấy, nó cũng in rõ, đây là hàng zin, nó in rõ thông số ở trên đĩa này. Đó các bác nhá. Và đặc biệt em cũng đã quay rất nhiều về những xe Chopic rồi, những hàng chính hãng của nó ấy, nó phải có chữ ký của nhà sản xuất ở trên này. Đây là chữ ký, một là người kỹ sư thiết kế ra cái xe này, hoặc chữ ký của cái nhà sản xuất trước khi xuất xưởng, người ta ký ở trên cái xe này. Các bác, đây là ký thẳng vào khung xe nhé, chứ không phải là tem dán gì đâu. Đó, và chiếc này em quay ở dưới gầm luôn cho các bác này. Đây em cúi dưới gầm quay cho rõ. Nó là có cả cái mã vạch ở đây này, nhưng mà nó cho chắc là quá trình sử dụng thì nước liếc có bùn đất nó bắn vào đây thì nó sẽ hơi mờ đi thôi. Nhưng có là em phải quay rõ để cho các bác biết, những cái hàng chính hãng nó phải có thể hiện được đủ yếu tố những như thế các bác nhé. Đấy, đây em quay tổng thành cả xe để cho các bác nhìn này. Xe là size 17.5, bánh 26 inch. Chiếc xe này thì với em là cao hơn 1m6, em cao 1m62, em hạ yên một chút xuống là em đạp vừa. Đó, còn đây là size 17 này, bánh 27.5. Theo như em nhé, cảm nhận và nói chuẩn luôn với cái size của các bác đi này, là phù hợp cho người phải cao tối thiểu phải là tầm từ 1m62 trở lên. Đó, 1m62 cho đến 1m75. 75 đổ lại, 1m62 trở lên và 1m75 đổ lại. Các bác nhé, đi là đẹp nhất. Đó. Đây em xin công bố rõ giá này, giá mới thì nó khá là đắt. Đó là chưa kể nâng cấp ở trên chiếc xe này các bác nhé. Nhưng đó là chuyện của giá mới. Còn em công bố rõ giá trên video của chiếc xe này là em bán chiếc xe này với giá 10 triệu em bao ship toàn quốc. Thật sự đây em nói lại một lần cho các bác này, 10 triệu nhá. Các bác sở hữu được một chiếc xe với cấu hình DOR, thụt hơi, Epicon. Epicon là mã đời mới các bác nhá. Đây các bác nhìn này, em đã quay rất nhiều Epicon rồi, nhưng đây là Epicon X2, SR sau tua X2 nhá. Đó, mã đời mới, có khóa bấm thông minh trên tay, được trang bị bộ chuyển động DOR và cặp phanh đĩa dầu thủy lực Magura của Đức, cực kỳ chất lượng luôn. Thật sự với cái giá 10 triệu các bác bỏ ra số tiền 10 triệu các bác mua một chiếc xe mà được trang bị thụt hơi, cấu hình DOR, phanh dầu thủy lực mấy chất như chiếc xe này nhé, Mayer cũng DOR, cặp vành Mavic Made in Taiwan quá chất lượng các bác. Các bác đi thì vài năm cũng không phải suy nghĩ về chất lượng, cùng lắm chúng ta chỉ phải thay xăm thay lốp thôi. Vâng, em xin phép xin lỗi các bác là em cũng cuối video em đều nói là xe bên em thì đều là những xe đã qua sử dụng nhập lướt nhé, không tránh được vấn đề về xước sát nho nhỏ trên xe đâu. Nhưng chiếc xe này hầu như không có đâu các bác ạ, rất mới, hầu như là không có. Có chỗ nào thì em báo này, chỗ này một chút này, một chút ít này, rất là nhỏ, chỗ này một chút này, đó, chỗ nào có nhau thì em quay rõ như vậy nhé, cho các bác mua bán nó yên tâm. Bên này hầu như là không có đâu các bác ạ. Đây bên này một chút ở đây này, đó, bên càng thụt này hầu như không có luôn. Thật sự con này cực kỳ còn mới, khá mới đấy các bác ạ. Đó, đây. Vâng, em xin phép kết thúc video ở đây. Em cảm ơn các bác, các anh, các chị đã xem video của em. Ai quý mến em đăng ký kênh ủng hộ, tạo động lực cho em để em nhập những con xe thật là chất lượng, và quan trọng nhất vẫn là phù hợp với túi tiền của từng người. Em xin phép chào mọi người ạ.